Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những cái thông tin mà đang nóng ở tại Đài Loan, cũng như là câu chuyện ở tại Ukraine và những cái quyết định đến từ NATO. Càng đến ngày hôm nay thì mới thấy rằng là cái trò chơi sân khấu mà tập thể phương Tây đang diễn cùng với ông Zelensky thì nó cứ câu trước cái đá câu sau. Chúng ta đều biết là xung đột ở tại Ukraine thì người ta được gọi là gì? Được gọi là một cái cơ hội vàng trong làng dập Nga đấy. Và cái chủ nghĩa cực đoan thì ngày càng biểu hiện rất rõ trong những bài phát biểu của những nhà lãnh đạo châu Âu. Và con đường đàm phán thì đi vào ngõ cụt. Ông nói gà bà nói vịt. Cái việc mà cần làm nhất cho châu Âu bây giờ và cho Ukraine bây giờ là hòa bình và năng lượng. Thì các nhà lãnh đạo không bận tâm nhiều cho các cuộc họp để giải quyết vấn đề. Mà họ đang bận tâm là làm sao để biến châu Âu trở thành một bãi chiến trường. Biến Ukraine trở thành một bãi hoang tàn. Việc của Ukraine mà họ còn chưa thể là giúp được, lo được, sông núi liền nhau mọi thứ thuận lợi, còn không giúp được. Nhưng lại thích chõ mõm vào câu chuyện của Đài Loan. Phái đoàn ngoại giao của Anh vừa tới Đài Loan. Tình hình hết chọc gậy, chọc giận Trung Quốc thì sang chọc giận Bắc Triều Tiên. Trò chơi chọc giận này không thấy hình ảnh của phương Tây nó được tỏa sáng ở trên vũ đài quốc tế. Mà nó chỉ làm cho phần còn lại của thế giới thấy rằng là các ông đang chơi trò chẩu tre. Đang thể hiện là những nhà lãnh đạo không có nạn. Nhiều hơn là đi giải quyết vấn đề. Miệng thì nói là tôn trọng chủ quyền, tôn trọng hòa bình, trật tự thế giới, luật pháp quốc tế. Nhưng về mặt hành động thì vi phạm tất cả những cái điều đấy. Cứ cho mình cái quyền được đưa quân đội và những quả dân chủ thả xuống bất kể quốc gia nào theo cáo buộc của phương Tây. Vậy mà hô hào là bảo vệ nền dân chủ tự do trên toàn cầu. Cái từ nền dân chủ tự do toàn cầu là một cái lá bài để cho Mỹ sử dụng tuyên truyền Mỹ dân dành cho một số bộ phận người dân trên toàn cầu thiếu hiểu biết, hướng tới cái sự ảo tưởng, ảo giác đấy. Lầu Năm Góc để ngỏ khả năng Trung Quốc sẽ phong tỏa Đài Loan hoặc xâm chiếm đảo Đài Loan. Việc ốc đảo Đài Loan ấy, bị phong tỏa nó dễ. Nhưng mà trong bối cảnh bây giờ chẳng có lý do gì mà Trung Quốc phải hành động cả. Thứ nhất là Covid-19. Thứ hai, thế giới đang thay đổi. Thứ ba là xung đột đang cao trào ở tại Ukraine. Nếu như Trung Quốc hành động trong bối cảnh bây giờ thì Trung Quốc tự sát và vô tình phá bỏ đi cái kế hoạch xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc đủ khôn ngoan để hiểu rằng trong một trật tự thế giới mới, một thế giới đa cực, một sự ổn định hòa bình của thế giới sẽ mang lại lợi ích cho Trung và cho Nga cũng như là phần còn lại của thế giới. Khi mà mang lợi ích như vậy thì thế giới đa cực, cái việc mà để đưa đài quay trở lại Trung có gì là khó đâu. Và Mỹ liệu có nhận ra điều này hay không? Mỹ không phải những người ngu đâu. Lầu Năm Góc để ngỏ khả năng Trung Quốc này trong nỗ lực thống nhất với Đài Loan bằng vũ lực có thể sử dụng biện pháp phong tỏa trên không hoặc là trên biển hoặc một cuộc xâm lược toàn diện. Theo một báo cáo được bộ này công bố hôm thứ Ba về tình trạng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc có thể theo đuổi một số lựa chọn khác nhau cho các chiến dịch quân sự chống lại Đài Loan với các mức độ khả thi và rủi ro liên quan khác nhau. Các lựa chọn này có thể bao gồm từ phong tỏa đường không hoặc là hải quân để một cuộc xâm lược đổ bộ quy mô lớn nhằm chiếm giữ một số vùng lãnh thổ ở vùng ven biển của Đài Loan. Lầu Năm Góc cho biết mặc dù Trung Quốc công khai tuyên bố ủng hộ việc thống nhất Đài Loan
một cách hòa bình, nhưng Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực. Trung Quốc nhiều lần đã đưa ra những tối hậu thư dành cho nước Mỹ là chớ có can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc. Với chính sách một Trung Quốc của Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ lại không muốn thay đổi hiện trạng ở tại Tây Thái Bình Dương, chỉ muốn sử dụng quân bài của Đài Loan để bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ. Chứ tốt đẹp gì cho Đài Loan đâu. Khi mà ốc đảo Đài Loan thống nhất với lại Trung Quốc thì Tây Thái Bình Dương của Mỹ coi như không còn giá trị. Và lúc đó mới biết được Hàn và Nhật nó sẽ trở thành chư hầu như thế nào của Mỹ, một cách cực đoan không khác gì bãi chiến trường của EU. Thì việc mà để hỗ trợ cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra đụng độ, gọi là Bắc Kinh bụp đài đấy, thì làm sao mà phương Tây có thể hỗ trợ được? Bài toán ở tại Ukraine còn nguyên đấy. Và ngày hôm nay thì người ta nói về cái kịch bản là khó có khả năng NATO can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Đài Loan. Can thiệp sao nổi? Đây là một ốc đảo ngoài biển, can thiệp sao nổi? Hỗ trợ cho gì? Cho Ukraine còn chưa hỗ trợ được, cho chính quyền Kiev còn chưa hỗ trợ được, đòi can thiệp vào Đài Loan sao can thiệp nổi? Lần đầu tiên này vào tháng 9, đại diện của các nước NATO đã tổ chức một cuộc họp chuyên bàn về vấn đề của Đài Loan, thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra đối với các thành viên của liên minh trong trường hợp xảy ra bất kỳ loại hình xung đột xung quanh hòn đảo. Tờ báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay việc này. Các thành viên NATO đã tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên về Đài Loan vào tháng 9. Theo các nguồn tin, cuộc họp do Hội đồng Bắc Đại Tây Dương chủ trì như đã lưu ý là vấn đề của Đài Loan đã được nêu ra tại các cuộc họp trước của hội đồng, nhưng cuộc họp hồi tháng 9 lần đầu tiên được dành riêng cho vấn đề này. Người đứng đầu ngoại giao của EU đã nói hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là dành cho Bắc Đại Tây Dương chứ không dành cho Tây Thái Bình Dương. Con đường viện trợ cho Đài Loan và hỗ trợ cho Đài Loan đối với tập thể phương Tây là con đường tự sát, bởi vì Trung là một siêu cường hạt nhân chứ không phải một quốc gia bình thường. Điều đáng chú ý và quan trọng là liên minh lần đầu tiên tổ chức các cuộc thảo luận về tình trạng của Đài Loan, về chính phủ dân chủ của quốc đảo này và vai trò quyết định của Đài Loan trong việc sản xuất vi mạch trên toàn cầu. Ấn phẩm trích lời cựu chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, đô đốc hải quân của Hoa Kỳ chia sẻ. Theo một nguồn tin thì các đại sứ NATO đã gặp nhau vào tháng 9 để thảo luận về thông tin tình báo mới nhất về mối đe dọa được cho là hiện diện với Đài Loan, là câu chuyện Mỹ bục đài, Bắc Kinh bục đài. Chúng tôi không nói về vai trò của NATO trong trường hợp xảy ra bất kỳ hành động quân sự nào, nhưng đã thảo luận về những tác động khác nhau mà chiến sự có thể gây ra đối với an ninh của châu Âu, Đại Tây Dương và những tác động rộng lớn hơn có thể xảy ra đối với liên minh. Ngoài ra thì Financial Times, cuộc họp của thảo luận về việc NATO thông báo cho Bắc Kinh về hậu quả có thể xảy ra của bất kỳ hành động quân sự nào. Tình hình xung đột của Đài Loan đã bùng phát leo thang sau chuyến thăm công du của bà Pelosi. Và cho từ đấy cho đến ngày hôm nay thì tập thể phương Tây đã lần lượt tới đây để chọc giận Trung Quốc. Trung Quốc vẫn đủ khôn ngoan để đưa ra những quyết định là giữ cái đầu lạnh với trái tim nóng. Xung đột diễn ra chỉ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ, còn đồng minh chư hầu của nước Mỹ sẽ phải nhảy vào cuộc chiến. Đây là cách mà người Mỹ vẫn sử dụng từ trước tới nay. Nhưng đến bây giờ là một thế giới văn minh, hiện đại, một thế giới phạm về thông tin, không còn khái niệm để cho phương Tây dắt mũi phần còn lại nữa. Trong cái việc đưa Ukraine, một cái bỏ ngỏ, trở thành thành viên của NATO, nó đã là một cái trò chơi mồi nhử rồi. Vì NATO đủ hiểu rằng có thể lợi dụng Ukraine để xây dựng pháo đài theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan chống lại Nga và trở thành kẻ thù vĩnh viễn.
và từng bước tước quyền tiếp cận Biển Đen của Liên bang Nga và làm suy yếu Nga từng phần, và dần dần Nga sẽ phục tùng nó phương Tây. Nhưng phương Tây đủ hiểu là không thể đưa Ukraine trở thành thành viên của NATO được, vì đây là lằn ranh đỏ đối với lại Nga, nơi mà không được vượt qua. Ukraine buộc phải phi quân sự hóa, phát xít hóa và làm một quốc gia trung lập, tạo dựng cầu nối giữa Nga và phương Tây, chứ không phải nơi đó trở thành tiền đồn để cho NATO chống lại Nga được. Và đến ngày hôm nay xung đột diễn ra đấy, với chiến dịch là phải đạt được là phi quân sự, phi phát xít, và Ukraine phải cam kết trở thành quốc gia trung lập vĩnh viễn. Thế nhưng mà NATO vẫn cứ mở ra một cánh cửa rộng lớn dành cho Ukraine, đó là mồi nhử đấy, đó là củ cà rốt. Cái việc mà cần ngày hôm nay không phải là tuyên bố Ukraine có cơ hội trở thành thành viên NATO hay là EU, mà là phải hỗ trợ cho Ukraine làm sao chấm dứt chiến tranh, chấm dứt xung đột, thiết lập lại hòa bình. Họ đâu quan tâm đâu. Để rồi ngày hôm nay NATO khẳng định Ukraine chưa thể tham gia liên minh quân sự. Đương nhiên đang xung đột làm sao tham gia được. Đây có phải là một cái gáo nước lạnh dội thẳng vào đồng minh châu Âu Hoa Kỳ nói chung và thẳng mặt chính quyền Kiev nói riêng không? Đây là một nguyên tắc bất khả xâm phạm. Khi mà Ukraine chưa toàn vẹn lãnh thổ, xung đột còn diễn ra thì chẳng bao giờ trở thành thành viên của NATO cả. Không phải tự dưng mà NATO nhảy vào cuộc chiến này để tự hủy diệt chính mình. Ngoại trưởng các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ấy, sẽ nhắc lại sự sẵn sàng và nguyên tắc trong việc chào đón Ukraine gia nhập ở khối này. Tuy nhiên họ cũng sẽ làm rõ rằng hiện tại Kiev chưa thể tham gia vào liên minh. Cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ngoại trưởng các quốc gia NATO đã khai màn bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 ở tại Bucharest, Romania. Bloomberg trích dẫn các nguồn tin ẩn danh này cho biết là liên minh quân sự dự kiến sẽ tuyên bố rằng là cánh cửa vẫn mở đối với Ukraine, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nước này gia nhập khối. Quá đau đau. Vừa rồi có 4 quốc gia ký phê duyệt việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Đây là trò chơi mùi nhử. Một số quốc gia thành viên của NATO lo ngại rằng bằng việc kết nạp Ukraine, khối này có thể bị kéo vào cuộc xung đột đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Đó là sự hủy diệt chính mình. Vì thiếu sự đồng thuận về vấn đề này, các quốc gia liên minh được cho là đã đồng ý ưu tiên chuyển giao vũ khí cho Kiev trong thời điểm hiện tại để đảm bảo rằng Ukraine sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường. Nhưng đây là một sự ảo tưởng của các quan chức thiếu não. Khi thông báo về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Tổng thống Putin đã đề cập đến triển vọng trở thành thành viên của NATO của Ukraine, mô tả đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Nga. Và đảm bảo an ninh của Nga là cần phải thực hiện luôn và ngay, chứ không phải là phương Tây chờ đợi đến từ Liên bang Nga. Trong quá trình căng thẳng ở tại Bờ Đông và cả Bờ Tây, thì Hoa Kỳ đã đưa ra những thông điệp muốn đàm phán với Nga về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhưng phía Nga đã từ chối hoàn toàn và ngày hôm nay nêu lý do tại sao rút ra khỏi đàm phán thỏa thuận hạt nhân với lại Mỹ. Nga cáo buộc Mỹ đã có động thái khiến Moscow phải rút khỏi cuộc đàm phán liên quan tới START mới, thỏa thuận hạt nhân vào nhân này cuối cùng giữa hai nước. Reuters đưa tin là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga trong ngày 29 tháng 11 cáo buộc Mỹ có cách hành xử chống Nga một cách gay gắt, và điều này đã buộc Moscow phải rút khỏi đàm phán hạt nhân với lại Washington, ban đầu dự kiến được tổ chức vào tuần này ở tại Cairo, Ai Cập. Bà Zakharova cũng cáo buộc Mỹ đang cố gắng điều khiển hiệp ước hạt nhân mới theo hướng có lợi cho Washington. Mặc dù vậy, bà khẳng định Nga vẫn đang tuân thủ thỏa thuận này, là hiệp ước hạt nhân cuối cùng còn tồn tại giữa Nga và Mỹ. START mới đặt giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân mỗi bên được triển khai, cũng như là các phương tiện mang tính khí tài, mang những khí tài này.
Theo bà thì quyết định của Nga nhằm hoãn các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân với lại Mỹ là do tình trạng quan hệ hai nước ngày càng xấu đi. Các quan chức của hai nước dự kiến gặp nhau ở Ai Cập để thảo luận về các vấn đề xung quanh về cái status mới đấy, bao gồm cả khả năng nối lại các cuộc khảo sát về kho vũ khí hạt nhân. Nhưng mọi thứ chấm dứt. Chẳng lý do gì mà Nga cần phải thực hiện những yếu tố để có lợi cho Nhà Trắng cả. Thế còn xung đột ở tại Ukraine cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn đang giao tranh ác liệt, dùng từ là ác liệt, trên toàn tuyến và trong toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Và trong tháng 12 này này, nó sẽ diễn ra những kịch bản cực đoan hơn nữa dành cho tập thể phương Tây, dành cho Ukraine. Đàm phán hoặc là tất cả sẽ bay màu và Nga sẽ khôi phục lại nó sau. Lời tuyên bố rất rõ đến từ nghị sĩ quốc hội của Crimea đã chia sẻ. Cứ chia sẻ, cứ nói ở phương Tây cứ nói rằng Nga đang cạn kiệt khí tài. Và ngày hôm nay lực lượng vũ trang Nga sử dụng máy bay không người lái bổ nhào ở Ukraine. Nó có sức công phá chính xác và hủy diệt những chiếc xe thiết giáp, những chiếc xe tăng. Càng nói Nga đang hết vũ khí thì lại càng có nhiều vũ khí mới được tung ra chiến trường. Còn đối với địa phương Tây thì đang phải gánh chịu một hậu quả lạm phát chưa từng có khi mà áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Đây sẽ là một bãi chiến trường vào cuối năm 2022 và những năm tiếp theo, khi mà tập thể phương Tây không đạt được yếu tố độc lập tự chủ và quyết định con đường đi riêng cho mình thì là sự hủy diệt lục địa già châu Âu. Trong xung đột ở tại Ukraine thì những quốc gia Baltic và Ba Lan là những quân bài dự phòng. Những quân bài dự phòng này là để chia rẽ châu Âu. Và đến ngày hôm nay, quân đội Ba Lan đưa ra một thông điệp. Ba Lan cho khả năng xảy ra chiến tranh với sự tham gia của đất nước này ở mức rất cao. Không biết là đánh nhau với quân đội nào. Quân đội Ba Lan đánh giá khả năng xảy ra chiến tranh với sự tham gia của nước này là rất cao. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Ba Lan cho biết tại một bài giảng ở tại Học viện Khai thác mỏ và luyện kim ở Rakov. Khả năng xảy ra một cuộc chiến mà chúng ta sẽ tham gia sẽ ra sao là rất cao. Quá cao để chúng ta coi kịch bản này là giả thuyết mà phải là thực tiễn. Vẫn tiếp tục hành động hổ báo. Nếu điều gì đó có khả năng xảy ra ít nhất ở mức 30%, tôi đã chuẩn bị cho sự kiện đó. Theo Thứ trưởng thì khả năng xảy ra xung đột liên quan đến sự tham gia của NATO hiện nay là rất cao, cũng như có khả năng xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ. Nếu chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của thế kỷ 20 thì viễn cảnh của năm nay và thập kỷ này buộc chúng ta phải xem xét các sự kiện mà chúng ta là người tham gia chứ không phải là bên quan sát. Ba Lan lấy cái gì để tham gia vào những cuộc xung đột? Lấy cái gì ra để mà chiến đấu? Sau hơn 9 tháng người ta thấy sự đoàn kết của phương Tây không còn, chia rẽ nội bộ từ bên trong, phân hóa từ lõi phân hóa ra, đồng thuận trừng phạt Nga cũng không có, đồng thuận hợp tác để viện trợ Ukraine cũng không có. Lỗ hổng phòng không thì ló tơ ra, cố gắng để viện trợ mọi thứ cho Ukraine nhưng tất cả cũng chỉ là thử nghiệm. Hiệu quả không biết là tới đâu, nhưng lãnh thổ Ukraine đang trở lên hủy hoại những căn cứ quan trọng nhất về tuyến hậu cần, những kho dự trữ đạn dược và tuyến hậu cần đang bị tê liệt trong mùa đông giá lạnh. Mà trong tuần tới đang dự báo nhiệt độ tiếp tục âm sâu thì càng khó khăn trầm trọng cho binh sĩ Ukraine ở ngoài tiền tuyến, ở tuyến đầu mặt trận. Nga thì cứ ngồi một chỗ bấm hỏa lực thì Uka nào làm sao chịu nổi, đúng không? Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng với quý khán giả trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.